các bạn đã đến với cơ khí tự động Funat. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm thang tải hàng, hay còn gọi là thang tải hàng. Thang tải hàng được thiết kế, sản xuất và lắp đặt với mục đích để chở hàng hóa, thực phẩm theo phương thẳng đứng. Thang tải hàng được ứng dụng vào nhiều hạng mục trong cuộc sống, thường được lắp trong các nhà xưởng, kho bãi, cửa hàng hoặc các nhà hàng để tải thực phẩm, đồ uống, vận chuyển bia và đồ ăn. So với thang máy dùng để chở người thì thang tải hàng sẽ được đơn giản hóa. Cabin cũng đơn giản hơn và các chế độ an toàn vẫn luôn được đảm bảo trong quá trình vận hành. Trong tất cả các loại thang chuyên tải hàng thì tải trọng lớn nhất là 5 tấn. So với việc sử dụng con người để bốc vác thì việc sử dụng thang chuyên tải hàng giúp cho việc vận chuyển được dễ dàng, tiết kiệm thời gian, nhân công cũng như chi phí hơn nhiều. Thang tải hàng rất đa dạng về mẫu mã lẫn tải trọng. Tải trọng có thể dao động trong khoảng từ 50kg đến 5.000kg, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu tại các công ty, xí nghiệp có quy mô khác nhau. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.